Xong chưa? Ha? Xong rồi à? Ấy da, con nằm thả dáng ở đây thế này. Cái không chuyển từ ngoài vào à? Hả? Cái gì? Không có cái gì chuyển á? Bao anh thấy ở ngoài cái đóng nhiều lắm mà. Xong à, chuyển vào đây hết rồi gì? Ấy da. Chắc phải tập trung ra ngoài chuyển vào quá. Nhiều người này. Nhiều người ở đây thôi. Ở trên các tỉnh nhiều người đúng không? Phân bổ người ra chuyển từ ngoài vào. Cái bánh này có tốt không? Ừ. Trên kia không? Trên kia không cần khiêng đúng không? À. Thế là ngon này. Thế được nhờ. Mỗi thứ vào một tí là nhanh hơn ngay. Ừ. Cái gì? Cái gì đấy? Thóc à? Gạo nương à? Ui, đông cái này phải phân ra ấy đi. Phân ra chuyển từ ngoài vào đi. Xe máy á? À. Xe tưởng ở dưới bản hết chứ. Xe giả để dưới này làm gì lấy được lên bản trên. Ừ. Đấy đi. Lên trên kia đi. Bây giờ chỉ cần chở xi lên là đổ thôi. Chứ bây giờ mà cứ ngồi thế này chết. Để ở đây khoảng 3 người thôi. Ông ơi, ông cụ ông làm trên kia làm nhẹ nhàng hơn nhá. Không phải cõng kiếc gì nữa. Lên đây phụ các anh thôi. Đấy, 3 đại ca này ở đây thôi. Còn bằng nào lên trên kia thì đổ đi. Một người, 2 người chở xi. Lại còn nằm thả dáng ở đấy đi. Ê. Ít việc quá nằm thả dáng ở đây thế này nữa. Đi. Mình lên trên kia xem mọi người đổ bê tông với lại xem cái máy móc nó hoạt động trên kia thế nào. Nghe anh em nói là chạy rất là tốt rồi các bạn. Công việc ở đây thì thật ra là anh chị em cũng rất là nhiệt tình rồi, nhưng mà phải có người phân bổ công việc nó hợp lý, không là nó phí cái sức lao động, phí cái thời gian. Đấy, cầm mấy loại cốt pha lên. Thanh niên nào ở đây bảo nó kéo máy lên nhỉ? Ôi, mệt quá. Oh. Mệt không? Sao còn mặc áo len không nóng hả bà? Nóng. Đây ra mấy đồng chí thanh niên đâu lái cái máy này lên nữa cơ. Chạy ổn không anh Su? Chạy được không? Chạy tốt rồi. À, chạy tốt à? Không được, không chạy nhiều á. Bánh như này, bánh xe là mọi người đi kéo cái dây này để vừa cái cục kia là. Thế à? Đấy. Đấy, bây giờ lực lượng đông cái này thì đổ thôi. Từ trên này đổ lên. Không thì ngồi dưới kia đông quá. Ôi, là mấy chục người ngồi dưới kia này. Có người, chị kia là còn nằm thả dáng nữa chứ. Thế nào đấy? là chưa mượn được ấy à? Chưa mượn được ba lăng xích à? Tăng nó lên một tí chứ. Xi có rồi đấy. Cái này căng lên tí, trùng quá. Trùng cái này nó kéo nặng. Đi mượn cái máy đợt đầu ấy. Chả mất thì sao, người ta mua về mất tiền. Để thuê nữa chứ. Nhưng mà máy này không biết, để đâu thì nó mất về tăng lên tí. Máy thì nó không mới nhưng mà thông thường nên là bạc. Nó là nhị. Ừ thì nghiện thì cho nó một tí có gì đâu. Anh các anh cứ mượn về làm đi, có gì thì bảo em nhá. Chứ cái này là để nó trùng quá là nó sẽ rất là dốc. Úi dồi úi dồi. Buộc chắc con đấy cũng một phát là phi xuống đấy, dưới này thì cơ mà. Thôi 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 ra ngoài để cho mấy anh ấy cho nhấc cho. Thôi 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 thôi. Chui ở đây thêm vướng. Kìa. Anh ấy lên ghép cốt pha cho mấy người đi. Cho nó bằng bằng quá. Ừ. Sửa cho nó bằng bằng đi. Xong là các chị chuyển vật liệu từ đây chuyển qua đấy đi. Cái máy ở tận dưới kia thì nếu mà chuyển lên thì mai nó họ làm ở dưới kia thì cũng mang xuống thì cũng chết. Đào tay. Thế thì phải cứ một thanh niên đi lái, còn 3-4 người đún. Cái gì đấy? Đừng có bảo đào xương ra đấy nhá. Còn gì à? Vứt sang bên kia luôn, đừng vứt sang bên này. Vứt sang bên kia luôn. Sao không tháo cái này ra cho nó dễ quá à? Không tháo được cái này à? Nhìn thế mà cứng thế nhỉ. Đấy vứt sang bên đấy. Lại một đội quân đi lấy máy. Đồn máy. Em ở đây thôi, chỉ cần một người lái thôi mà. Ơi, cho cái bao cát kia ra đã. Nhớ cái bao cát kia ra đã. Em ơi lay nổi không? Không bẻ kia cái bao cát nó chèn vào bánh rồi. Nhấc hẳn ra. Nhấc cái bánh lên phát rồi tụt bao cát ra mà. Em bảo nhá. Vật bắt cái bánh kia, hai cái bánh này đều nhau nhá. Cho nó lên cái này trước. Cho kể cả cho cái này sập xong tí mình quay phát lên đấy là được. Thằng em này sang bên kia đi. Sang bên bánh bên kia đi. Đấy cho nó lên bê tông đi. Nào, hai. Nào. Bắt bánh lên. Cho nó lăn lên đấy. Rồi. Giờ xoay lên đi. À tông. Kéo lên đi. Lên đi. Đấy. Nhấc cái bánh lên. Ok. Rồi, đẩy đi. Trong bom nó có cái gì mà sao nặng đấy, làm gì có cái gì đâu. Khỏe phết. Đấy. Cái bánh nó bị hỏng rồi sao mà nó nặng thế? Hỏng hỏng bi à? À không phải hỏng bi mà là hỏng ấy. Hỏng nan hoa của nó. Không đầm luôn. Không đầm hết. Nghỉ thì đã quá. Không thở nổi rồi. Nín thở để quay. Kéo nặng phết đấy. Cứ tưởng nó nhẹ hóa ra là cái bánh nó gãy. Nên ra là rất vất vả. Áo xanh ơi, kéo vừa thôi. Mày kéo cái tay vừa bong bồi hàn đấy. Ôi. Chết chết. Sao đây? Ô, thôi. Xong rồi. Bong bồi hàn à? À trượt. Lên. Kéo vẫn lên mà, cái bánh nó vẫn lăn đâu mà. Nó trượt ra thôi, không sao đâu. Từ từ nhá. Khỏe. Từ từ, cái bánh. Đấy, em cái bánh. Nào, là mình thua. Nhấc lên đặt vào luôn này, đặt vào luôn. Nữa lên, cao lên nữa. Từ nó ở đâu nhỉ? Ô, nó bong mối hàn. Đấy, đúng ấy. Lùi sang bên bà kia một tí nữa. Đấy. Rồi, hạ đi. Rồi. Nó bong mối hàn đấy. Khiếp. Mọi người khỏe quá nhấc. Bong kia kìa. Cái này. Nó bong cái này. Mối hàn này kiểu mình nhấc khỏe quá. Hàn ít. Giỏi nhé. À bây giờ nhá. Hôm nào đi mượn cái máy ấy về hàn luôn. Máy mình có máy phát điện này rồi, hiểu không? Ngày mai Su ơi, quen cái máy hàn nào không? Ngày mai lên bảo nó hàn lại hết những cái này đi. Mình có máy mình có máy phát điện này. Nhưng mà máy phát điện không biết có hàn nổi không ấy. Máy 2,5 cân chưa chắc. Đã hàn được. Ok, kéo tạm sang bên kia đi. Kê được. Nhưng mà về lâu dài là vẫn phải hàn. Trượt rồi. Nhấc lên luôn đi. Ôi, nhấc cả bánh lên. Nó trượt bánh rồi. Trượt cái bánh. Ơi, đừng để xuống đất. Khiêng nó qua hẳn đi. Khiêng qua hẳn cái dây đi. Lấy cái bánh theo. Đấy. Xe đi rơi cả bánh. Đặt vào đây. Tay nhá, em nhá, tay nhá. Rồi. Đấy đi. Thôi mũ. Chúng mình ra phải có trí mà. Đấy cái bánh. Bánh này phải nhấc lên cơ. Nhấc cái này phải nhấc thôi. Kia xem cái bánh ở đằng sau rồi đấy. Lăn đi. Đi tiếp đi. đi tiếp đi. Đấy. Đấy, rồi. Lấy bao cát vào luôn đi. Bao cát cho này, ok, phát bên kia nữa là ok. Đấy, kê phát bên kia nữa là được rồi. Ngon rồi đấy. Cát nó nặng, cõng cũng được đấy nhỉ. Yeah. Ừ. Đấy. Ừ. Cho nó rộng ra tí được, 1m1 được. À, không đổ vào trước đấy. Nổ máy lên đã, không đổ hết được đâu. Tí không đổ đâu. Bỏ ra đi. Tí không đổ được máy đâu đấy. Vứt sang bên này luôn này, để tí nó chuyển vứt sang bên này luôn nhá. Vứt cát sang bên này. Tí là phải chuyển vòng đấy. Nhanh á. Đoạn này có lẽ là đoạn dốc nhất của tuyến đường. Khai phá đường nhà bên kia nhưng không nổi. Bàn xoa đâu hết rồi. Đúng rồi đấy. Cao với cao. Này hơi ít sỏi, phải cho dày dày tí đấy. Hơi ít sỏi. Ừ. Những chiến binh huyền thoại. Năm 50 cân đấy. Nặng hơn chồng không? Ha. Lấy cái cào ấy anh. Có cái cào, cào cho nhanh. Nặng quá rồi, đóng một kim vào đây. À, hết kim rồi đó. Trời có đổ mấy hạt mưa các bạn, nhưng mà mưa này mưa nhỏ thôi. Đấy, vừa nãy mưa bên này nhưng mà đi đâu hết rồi. Ôi anh em làm nhá. Xuống dưới cái đây. Làm sau nhá. Xuống cầu tí xem mọi người nào. Chống công à? Anh xuống dưới đây. Về nhá. Mai vào. Mai anh lên không? Ừ, có. À, chưa chắc anh đã lên được cơ. Xem là mai nữa anh em nào mua thức ăn rồi chạy ra ngoài nghĩa lộ anh gửi tiền ngoài đấy nhá. Gọi cho anh nhá. Tại vì hôm nay anh không mang tiền đâu. Nhá. Hi, hi, vẫn còn chạy được à? Nghỉ à? Nghỉ ra à? Ở trên kia nó đang bị trùng xích. Ừ, mãi về nhá. Về à? Vâng. Rồi về nhá. Rồi rồi. Quả áo này ước ấy nhờ. Đây, xuống phía dưới này anh em nó khoan được nửa rồi các bạn ạ. Gần như là được một nửa rồi, đến chỗ kia rồi, lỗ rất là dày luôn. Tiến độ nhanh biết ông nhỉ? Nhanh mà đáng nghe lúc đấy thấy mưa mà nghỉ rồi, chúng nó lại cái tạnh nó lại làm. À thế à? Thôi quá đâu phải chạy, mưa cho lại thấy tạnh rồi. Ăn thưa gì? À thế lúc à thế lúc nãy là nghỉ một lúc rồi đấy đúng không? Cái tỏi khoan này khoan nhanh ấy, chạy tốt đấy. Cẩn thận dây điện anh ơi. Ồ cắm kìa. Ấy nước vào là nó giật cho bổ ngưỡng đấy đấy. À bây giờ lại chơi chơi ấy à? Chơi máy mũi khoan dài à? Khoan dài khoan ngắn hết, tôi có hai mũi khoan cụt hết rồi. À thế à? Rồi rồi ok không sao. Đó, còn cái chỗ kia là lấp rồi là phải có một cái... Con nghĩ phải đặt ông Cống qua. Cầu Cống. Ông Cống. Cầu Cống. Như là cái cầu là thay cái cống, là cái cống là cái cầu. Vâng. Nó to mà nó đấy là mình gọi Cầu Cống. Chứ còn có cái cống thì bé quá mà cái cầu này là lại không đúng. Cầu không đúng, cống thôi. Bằng bắp chân này thôi. Không bắp chân thế nào? Hả? Vừa rồi tính rồi, tức là tham khảo và anh em ở trên kia là coi như là độ cao phải 7-80 phân bằng ngang phải 1 mét. Đấy phải đủ. À to đùng á. Ui, trông nghĩ cái này nước mạch thế mà. Ơi, bé là thế nào? Đây là cái mạch nó bé, những cái lúc nó mưa lũ mới to. Mưa lũ nhưng mà cái này nó không phải khe nước đâu. Cái này chỉ là nước mạch thôi. Qua nó đẩy trên kia xuống nó to thế. To nó đẩy bằng hết. Sao thật đấy, cháu nghĩ cái này đơn giản, nó có phải là cái khe sâu đâu. Sợ lắm, tức là bây giờ mình đã làm cái công trình như thế này, mình sai sót một cái rồi xong mà tiếng cả đời. Ok ok không sao cả, vâng, thế thì tốt thôi. Thế là xây lên cái gì, xây thành cống lên cái gì. Không xây rồi xong bắt đầu đổ lên một mấy cái tấm, không cần phải ấy làm để biết thì xong rồi trên lát đá được, xong rồi là đan sắt đổ bê tông qua trên. Vâng vâng vâng. Vâng. Chắc chắn mà tóm lại cái chỗ này là cái chỗ rất trọng yếu của cái này. Vâng, chỗ này là chỗ trọng yếu đấy, yếu điểm nhất chỗ này đấy. Cái là cái công của mình vứt bỏ. Vâng vâng. Xong mình đã nói chả ai nghe nữa. Đúng không? Vâng. Thế là mai là làm xiên qua bên trên cái cây đúng không? Để giữ lại cái cây. Đúng không? À. Thế mình xây vào gốc bên dưới gốc cây á? Đến đấy thôi mà. Đến đấy thôi mà, trên kia là không cần một cái móng này nữa. Nhưng mà to đá thôi. Là được rồi. Trên kia vẫn là vách đấy, có cái cây á. Bây giờ vách đá chỗ nào cả, cái núi này nó là đá. Nhưng mà nó có cho phép ở cái chỗ đấy thôi. Vâng. Trồng cái bụi cây kia các thứ là nó giữ đất chứ. Vâng vâng. Ok có lẽ là ông tối nay nghỉ ngơi bản nhá. Vâng, con về đây bây giờ cũng sắp tối rồi. À, cua tí nữa nghỉ ngơi đấy, xong ngày mai là một ngày nhá. Cái máy phát điện thì có lẽ là có khi phải để lại đây một hôm nữa để cắt sắt nữa đấy. Cắt sắt bây giờ mượn anh xem là mượn đâu được cái máy nhỉ? Mình mua cái lưỡi về ấy. Cắt trong có một cái máy cắt như này, cắt bằng cái này. À thế à? Đấy. Thì trong bản có đâu thì mượn một ngày người ta cắt sắt thôi. Hoặc là mượn cả cái kìm cộng lực ấy, cắt pop 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 là một ngày nữa, xong là để đi giả cái kia. Tại vì mình máy mình thuê theo ngày cơ. Cứ mang về ngày mai khoan nốt. Mang ngoài nhá, tối nay bốc hơi luôn đấy, đừng có đùa. Không, không. Máy phát điện là phải cho ra ngoài. Máy phát điện phải cho đi. Quá mà. Nghi gửi nhờ nhá. Nghỉ thôi, muộn thôi. Vâng, vâng. Anh em làm sau nhá. Dọn dẹp thôi. Vâng, vâng. Bây giờ là 4 giờ rưỡi. Hết xăng rồi. Thôi thôi nghỉ đây, nghỉ đây. Mai làm tiếp. Cất máy, à, gửi máy nhá. Anh Cua ơi. Cua, gửi máy đàng hoàng nhá. Gửi máy nhá. Ôi, tắt tiếng máy rồi, im re rồi. Đáng lẽ là hôm mình tới lúc nãy rồi. Hay là ra con. Con mai con chắc không vào được đâu. Mai con bận là công việc của con rồi. Đấy, cứ thế là ông chuyển chỉ đạo kỹ thuật ở đây nhá. Vâng. Ôi cố gắng xa bà một hôm cho nó. Bác ngủ lại làm bác về. Ngủ ở nhà anh ra bảo chỗ anh ấy. Giàng ấy. Bí thư ấy. Xong là bảo anh Giàng nấu cơm nước, ngày mai em bảo thằng Súa nó ra lấy tiền của bản đấy, xong em gửi luôn tiền ăn được uống cho anh Giàng nhé. Đấy đấy, tút cái kia ta. Ui cái nguồn đá sướng lắm. Đá này thì lúc nãy kia kìa, trên kia kìa, ai thì đi vớt thế này lên cho chết mệt à. Đá trên kia có cạnh xây. Đúng rồi, kìa. Gãy những cái tả ly kia kìa. Ừ, nhiều lắm. Nhiều lắm. Vô tận luôn. Thôi, cháu về nhá. Về nhá, anh em về sau nhá. Đấy là mới tự tin nhá. Vâng. Vâng, và có lẽ là video mình cũng xin phép kết thúc tại đây. Cả một ngày này các bạn đã biết, nắm bắt được tình hình vách đá đã từng bước được giải quyết. Đây là cái khâu đầu tiên là cũng là khá là khả quan và thành công. Trong vòng một buổi chiều đã khoan được một nửa và chỉ mất 4 mũi khoan. Gọi là cùn đi rồi, ngày mai lại tiếp tục mua cho anh em và tiếp tục là khoan nốt. Hẹn các bạn video tiếp theo về Cống Dua các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.